giả dạ, Lão Pháp Sư Tịnh Không Tập 116 Kính thưa các vị đồng học Xin chào mọi người Xin mời xem cảm ứng thiên Đoàn thứ 100 Thường thích khoác lác Kiêu căng Thường hay ganh tị Trong chú giải Dẫn dụng lời của cổ đức Lão tử nói Chẳng tự cho là đúng Mà sự thật đúng sai được phơi bày rõ rệt Chẳng tự cho là mình đã bỏ công tốn sức Mà tự nhiên là có công lao Chẳng tự khiêu căng tự đại Mà sẽ được kẻ khác xem trọng Kinh dịch chép Đạo trời khiến cho những gì quá tràn đầy Sẽ bị hao hụt Để bù đắp cho sự khiêm tốn Đạo đất khiến cho những gì viên mãn Sẽ được chuyển sang chỗ khiêm hạ Quỷ thần phá hoại sự kiêu căng tràn đầy Hồng tạo phước cho người khiêm tốn Do khiêm tốn Mà được mọi người tôn kính Thanh danh phẩm đức tỏa dạng Người giữ phần nhúng nhường Không ai có thể vượt hơn được Bậc quân tử luôn giữ trọn phẩm đức khiêm tốn nhúng nhường Đại vũ chẳng kiêu căng chẳng kể công Luôn nói hàng ngu phu ngu phụ Ai đấy đều có một điểm tài năng tốt đẹp hơn ta Vua đục đẽo long môn Dẹp trừ y khuyết Đất đai được sửa sang tề chỉnh Ứng hợp theo lẽ trời Công lao phủ trùm muôn đời Châu công chẳng kiêu căng Chẳng thiết tài năng Nhọc lòng khiêm hư Tiếp đãi bậc hiền sĩ Búa mẹ đông chinh rốt cuộc giữ yên nhà châu Đây là trích dẫn Những sự thích từ cổ thư Và của người xưa để chứng minh Phía sau đã là một cái kết luận Vì thế nói bậc đại thánh đại hiền Chân chánh luôn dè dặt kiên sợ như vào vực sâu Như đi trên băng mỏng Dốc tròn hết tinh thần để thực hiện đoạn này cũng là lỗi lầm thường hay phạm phải ở trong cuộc sống thường ngày bản thân chúng ta có phạm phải hay không không thể không có chỉ là có sự khác biệt ở trên mức độ mà thôi nếu như chân thật có thể tiêu trừ đi những thói hư tật xấu thì đức hạnh của chính mình liền có nền tảng nếu như trong tâm vẫn còn có sự bất bình thì chúng ta phải nên biết ở trên đức hạnh đã không còn gốc rồi không có gốc rễ nói cách khác là bất luận là cầu học hay tu đạo thì đều là một sự chướng ngại nghiêm trọng tóm lại mà nói là chúng ta phải khiêm hương cung kính từ trong khiêm kính mới có thể chân thật có thành tựu phía sau còn một đoạn nói đến là đố kỵ đố kỵ thì nam lẫn nữ đều có đây là thương tình của con người nam nhân nhìn thấy người khác có công danh thì đố kỵ nhìn thấy người khác giàu sang cũng đố kỵ địa vị mà gần với mình thì tâm đố kỵ cũng sanh ra sợ người khác chen lấn mình tài năng cao hơn mình cũng đố kỵ trong chú giải cũng có một cái tổng kết đều là do tâm lượng quá nhỏ đều là do lòng dạ nông cạn hẹp hòi mà ra chúng ta ngày nay nói là tâm lượng quá nhỏ không thể bao dung người khác Đây đều là Do việc học Chưa có căn bản Học mà không được thọ dụng Nếu chân thật học vẫn có được nền tảng và sự thọ dụng Thì cũng giống như Phật nói vậy Không những không có đố kỵ không có ngạo mạn khiêm hư còn có thể tu tùy hỷ công đức nhìn thấy người có tài năng cao hơn mình thì nhất định có thể nhường lại cho người tài không có chuyện đi cạnh tranh anh làm tốt hơn tôi thì tôi phải nên nhường cho anh quyền vị đều nhường cho anh vì sao vậy như vậy thì nhân dân mới được phước xã hội mới được phước có thể vì chúng sanh mà suy nghĩ vì xã hội mà suy nghĩ vì nhân dân mà suy nghĩ thì bạn sẽ nhường cái đạo lý này chúng ta phải hiểu đây là đức lớn đây là đại thành tựu vì sao vậy thành tựu của người khác chính là thành tựu của chính mình bản thân ta không bằng người ở trên cái quyền gì này mà không chịu nhường cho người khác là đang hại chúng sanh các vị hãy nghĩ đến nhân quả nhân quả chính là đọa địa ngục ta có thể nhường cho người khác người khác làm tốt hơn ta có thành tựu hơn ta Thì đây chính là thành tựu của ta Ở trong nhà Phật Ấn Tông và Lục Tổ Chính là một tấm gương rất tốt Ấn Tông ở phương Nam là một cao tăng đại đức đương thời những đồ chúng tín ngưỡng ngài không biết bao nhiêu mà kể sau khi gặp được lục tổ ngài thế độ cho lục tổ ấn tông là người thầy thế độ cho lục tổ Ngài biết được lục tổ Huệ Năng Đại Sư Có đức hạnh Và sự tu trì cao hơn mình Sau khi thế độ xong Ngược lại Ngài còn bái lục tổ làm thầy Đem địa vị nhường lại cho lục tổ Để cho Huệ Năng Đại Sư Có thể giáo hóa hết thầy chúng sanh ở phương Nam Các chị hãy nghĩ xem cái thành tựu đó rốt cuộc là thành tựu của huệ năng hay là thành tựu của ấn tông thực tại mà nói từ trên hình thức mà nói là thành tựu của huệ năng đại sư từ trên thực chất mà nhìn thì là thành tựu của ấn tông Thành tựu có ấn tông quyết không thể thấp hơn của Huệ Năng Đây là một cái đức lớn Người thông thường không thể làm được Không phải là người có đức hạnh chân thật Thì làm không được rồi Trong thế Pháp Thì chúng ta xem vào thời xưa có quản trọng và bảo thúc nha thành tựu của quản trọng kỳ thực là thành tựu của bảo thúc nha đó là việc nhường lại cho người hiền thành tựu mà chính mình không phải tốn công sức người khác làm thay họ đây chân thật là thành tựu Cho nên Phật dạy chúng ta Tu tùy hỷ công đức Tùy hỷ công đức chính là Đối trị với những lỗi lầm này Ngạo mạn đố kỵ ở trong xã hội hiện tại của chúng ta bất luận là trong thế pháp hay phật pháp vẫn luôn là khư khư giữ lấy chức vị của mình đến khi chết cũng không nhược cho ai đây là lỗi lầm của tuyệt đại đa số vào lúc tôi mới bắt đầu học phật vừa mới bước ra giảng kinh Tôi ở trên giảng đại thường hay nói Trước 40 tuổi Là giai đoạn chúng ta chăm chỉ Nỗ lực học tập Từ 40 tuổi đến 60 tuổi Là phải nên tu phước Cơ cơ. Vì tăng đoàn Mà ra sức phục vụ Cũng chính là nói Đảm nhiệm những chấp sự Ở trong tăng đoàn Vì đại chúng mà phục vụ Sau 60 tuổi Thì phải tu huệ phải đem những chức vụ của chính mình Nhường lại cho người khác Lo cho đại sự sanh tử của chính mình Nhiều nhất là Giảng kinh dạy học mà thôi Hết thảy những sự vụ hành chính Hoàn toàn đều phải buông bỏ Khiến cho những nhân viên trong ban hành chính Ban lãnh đạo luôn luôn được trẻ hóa Vào thời xa xưa ở Trung Quốc Thì tuổi về hưu là 70 Trong các cổ thư chúng ta thường nhìn thấy Thất thập trí sĩ Thế nhưng đối với người tu đạo mà nói Thì 70 tuổi là quá trễ rồi 60 tuổi thì phải nên nghỉ hưu rồi Toàn tâm toàn lực Mà làm sự việc của chính mình Có thể làm những việc truyền đạo Dạy học, giảng kinh Tự mình tu hành cho tốt Phải gì Đời kiếp sau mà suy nghĩ Nhất định không thể nào cứ ở trên chức vị của mình Mà không chịu nhường cho ai Vì không chịu nhường này Cái ý niệm này Hành vi này Thì sẽ đọa vào tam ác đạo Ngạn ngữ thường nói Trước cửa địa ngục Có nhiều tăng đạo Xuất gia Chúng ta phải nghĩ đến Ý nghĩa trong từ xuất gia này là gì? Buông bỏ Tự tư tự lợi Buông bỏ danh văn lợi dưỡng Buông bỏ tham sân si mạng Đây gọi là xuất gia Xuất gia rồi mà lại đi xây dựng đạo tràng Chúng tôi ở bên cạnh bình lặng mà quan sát Thì thật như là một chuyện cười Bạn ra khỏi cái nhà nhỏ Kết quả lại đi xây một cái nhà lớn hơn Thì bạn làm sao có thể giải thoát đây Tâm của bạn làm sao có thể được thanh tịnh đây Nói cách khác bạn làm sao có thể tương ứng được với đạo đây Cho nên ở trong thời đại trước mắt của chúng ta Không những Người chứng quả không có Mà người khai ngộ cũng không có Bởi vì người tu học như Pháp Không nhiều Nguyên nhân là gì? Là do bị cái da này ghi chặt lại Cho nên xuất gia Nhưng thực tế lại không xuất gia Tiếp nhận một số đồ tử đồ tu Thì cái nghiệp đó còn lớn hơn Là cái nghiệp của những người tại gia thông thường rồi nếu bạn tại gia Thì bạn chỉ có mấy đứa con thôi Về người thân và bạn bè Xuất ra chưa được mấy năm Thì gia nghiệp Càng ngày càng lớn Càng ngày càng phải bận tâm Đạo tràng hiện nay không giống với đạo tràng ngày xưa Đạo tràng ngày xưa là đạo tràng mười phương Chân thật là tuyển chọn hiện tại. Chúng ta sẽ quy củ của người xưa. Nhiệm kỳ chấp sự là một năm. Vào ngày 30 tháng chạp, những người chủ trì chấp sự trong các tự viện thường gọi là 108 đơn vị chấp sự đồng loạt rời khỏi chức vụ bắt đầu tuyển chọn lại cho nên chế độ tuyển cử thì trong nhà phật là dùng sớm nhất chân thật là nhân chủ sau khi tuyển chọn xong đến ngày mùng một năm mới thì bắt đầu chuyển giao nhiệm kỳ là một năm không giống như hiện nay hiện nay thì rất nhiều hình như là nhiệm kỳ cả một đời gọi là chùa của con cháu gia lớn thì là nghiệp cũng lớn cho nên thành phần xuất gia cũng phức tạp rồi có rất nhiều người vì sao lại đến xuất gia vậy nhìn thấy cái gia nghiệp của bạn quá lớn sau khi xuất gia mục đích là muốn được kế thừa cái tài sản này là vì việc này mà đi xuất gia Nếu như vậy lão hòa thượng này của bạn Cái gì cũng không có Ngay cái tròi tranh cũng không có E là Sẽ không có ai chịu xuất gia với bạn rồi Vì sao vậy Vì xuất gia đi theo bạn là chịu khổ chịu nạn Cho nên ngày nay Chùa miếu bạc xây càng lớn Càng xa hoa tráng lệ Thì người theo bạn xuất gia càng nhiều Bạn hãy suy nghĩ xem Họ là vì sao mà đến thế nhưng chúng tôi không có nghe là có ai đi hỏi họ vì sao họ lại muốn xuất gia chúng tôi ngày ngày đọc kinh ngày ngày niệm phật đã có được chút giác ngộ này đây không phải là đại triệt đại ngộ đây chỉ là một sự giác ngộ nho nhỏ mà thôi chúng tôi sâu sắc tin tưởng nhân quả báo ứng tơ hào chẳng sai chúng ta ở trong cái đạo tràng này đạo tràng này đắc lực là nhờ có cư sĩ lý mộc nguyên hộ trị ông thực sự là đã buông bỏ cái da Tất cả gì Phật Pháp Tất cả gì chúng sanh Toàn tâm toàn lực mà phục vụ Đây là việc mà Phàm Phu làm không được Vì sao không làm được vậy? Vì không buông được danh lợi Không buông được quyền vị Không buông được sự hướng thụ ngũ dụng lục trần Trước mắt thì Có được một chút Danh văn lợi dưỡng Nhưng trong tương lai Thì vấn đề rất lớn rồi Một hơi thở mà không trở vào Thì sẽ đi về đâu Có từng nghĩ qua hay chưa Nếu như có thể nghĩ đến sự việc này Thì người này trong Phật Pháp Có thể nói là Đã bắt đầu khai ngộ rồi Bắt đầu giác Không giác Thì là mê Dính diễn là mê Việc này có thể được sao? Nhân sanh rất ngắn ngủi Trên kinh thường nói Đời người trong hơi thở Khai thị này của Phật Là nhắc nhở chúng ta Có sự cảnh giác cao độ Để cho chúng ta Phải quý tiếc Mỗi một giây một phút thì chúng ta mới có thể được độ. Nên buông xuống thì nhất định phải buông. Tớ mình nhất định phải nhìn thấu. Sanh không mang đến, chết không mang đi. Ta vì người khác mà làm khổ cực mà làm có đáng hay không thế tùng năm xưa còn tại thế đã làm tấm gương cho chúng ta thế tùng không có xây một cái đạo tràng nào cả đời ngài trải qua đời sống vật chất ở mức thấp nhất ngày ăn một bữa đêm ngủ dưới gốc cây những đệ tử đi theo ngài thân cận ngài những người đó chân thật là mộ đạo mà đến quyết định là không phải do tham hưởng thụ mà đến cũng giống như Thích Ca Ni Phật vậy Cũng là ba y một bát Ngày ăn một bữa đêm ngủ gốc cây Chân thật là mộ đạo mà đến Giảng đường tịnh xá Là do các cư sĩ xây dựng Chúng ta phải có thể thể hội từ ở những chỗ này Vào thời đó Đệ tử tại gia của Thế Tôn Có quốc dương đại thật Họ lễ thỉnh Phật đến giảng kinh thuyết Pháp Cúng dường cho nơi để ở Là nơi ở của người khác Chính mình không có chính mình thì một lòng lo cho đạo. Có người cúng dường, chúng ta có thể tiếp nhận. An tâm mà lo đạo, như vậy thì chúng ta mới không phụ lòng những thí chủ cúng dường. chúng ta đạo nghiệp không thể thành tựu vì thì đã mắc nợ thí chủ rồi thiếu nợ thì tương lai phải trả nợ cho nên cư sĩ giang vị nông ở trên kinh kim can giả nghĩa đã nêu ra người xuất gia nếu như không thể khôi phục là chế độ thác bát chánh pháp nếu muốn trụ ở tại thế gian này thì sẽ vô cùng khó khăn ông đề xuất ra là chế độ thác bát chúng tôi đọc giảng nghĩa của ông mà cảm động sâu sắc không có ai để sướng năm xưa tôi ở đài loan pháp sư tiễn trần ở hồng kông đến thăm tôi đây là một vị pháp sư thông minh tài cán và tràn đầy sinh lực Tôi đã động viên ông Tôi nói Pháp Sư Ông có muốn làm người dẫn đầu hay không Ông dẫn đầu còn chúng tôi sẽ đi theo Không cần nhiều Chúng ta tìm 5 người 5 vị tỳ kheo Hiện nay nếu ngủ dưới gốc cây Thì sức khỏe chúng ta không được rồi Hiện tại chúng ta có thể ở trong những túp liều Các vị xem những cái liều giả ngoại hiện nay Họ làm rất bền chắc Chất lượng cũng rất tốt Cũng rất gọn nhẹ Có thể xếp gọn lại thành một cái túi mang trên vai. Buổi tối dưới gốc cây chỉ cần mở liều ra là xong Rất là tốt Tôi nói chúng ta sẽ áp dụng thác bát Pháp sư dẫn đầu của tôi sẽ theo ngài Ông nghe xong thì cũng gật đầu Được thôi Thế nhưng sau khi trở về Hồng Kông Thì không còn tin tức gì nữa Phải chân thật có người dẫn đầu để làm là một việc tốt Việc thác bát đừng nên sợ là không xin được cơm Tôi tin tưởng nếu chân thật phát tâm đi thác bát Nếu như không có người cúng dường Thì chư Phật Bồ Tát sẽ hóa thân đến cúng dường bạn Tôi có cái lòng tin này Phật Pháp muốn thật sự hưng dượng Chân thật có thể hưng khởi lên Cư sĩ Giang Dị Nông Nói những lời này là có đạo lý Kiềm chế sự ham muốn hưởng thụ Nếu tha muốn danh lợi Thì không những không thể hưng giáo E rằng là lỗi lầm Còn khó tránh khỏi Xuất gia và tại gia học Phật là không như nhau Tại gia học Phật Thì vấn đề không lớn Xuất gia học Phật thì không dễ rồi Sẽ tương đối là gian nan Xin mời xem cảm ứng thiên Đoạn thứ 108 Đoạn 108 đối xử với vợ con không ra gì chẳng lễ phép đối với bố mẹ chồng đoạn này là thuộc về gia đình chi ác gia đình là căn bản của xã hội nhân luân gia đình nếu như xảy ra vấn đề xã hội sẽ không có an định rồi thế giới cũng mất đi sự hòa bình chúng ta ngày nay quan sát cái thế gian này đại đa số là gia đình đều có vấn đề cho nên xã hội động loạn bất an thiên tai nhân họa thì càng ngày càng gia tăng mức độ tổn hại ngày một nặng hơn nguyên nhân đều xuất phát từ chỗ này chúng ta lại tỉ mỉ quan sát cái vấn đề này càng ngày càng nghiêm trọng chúng ta từ trên nhân từ trên quả đều có thể nhìn thấy được rõ ràng chồng vợ bất hòa việc này lúc trước cũng đã nói qua với các vị nhiều lần rồi trong chú giải nói rất hay đối đãi với vợ hãy nên hòa hoãn kính trọng đối đãi với con cái hãy nên nghiêm nghị chánh đáng đây không những là giáo huấn của cổ thánh tiên hiền ngày xưa mà giáo huấn của Phật Bồ Tát cũng không khác Thế nhưng hiện nay ở trong xã hội này Không nhìn thấy nữa Tâm hạnh Đã Hoàn toàn Trái nghịch với thánh giáo Chẳng đối đại với vợ bằng lễ nghĩa ắt sẽ đánh mất tình nghĩa Phu sướng phụ tùy có ai hiểu được cái lễ này chứ thế nào gọi là lễ lễ đã mất đi rồi đây là một hiện tượng rất bi ai cổ đức dạy người tiêu chuẩn của đức hạnh có năm tầng bậc đạo đức nhân nghĩa lễ sau khi đạo mất thì vẫn còn có đức sau khi đức mất thì vẫn còn nhân sau khi mất nhân thì vẫn còn nghĩa mất nghĩa rồi vẫn còn lễ lễ mà mất rồi thì thiên hạ đại loạn ngày nay chúng ta nhìn thấy tình trạng loạn động của thế gian này là do không có lễ trong lịch sử của Trung Quốc Nếu như các vị bình tâm Mà đọc qua Trong hai ngàn năm trở lại đây Đây là có lịch sử ghi chép Sự kiến lập của một chính quyền Trong vòng năm năm thì đế dương nhất định là chế lễ tác nhạc lễ là tiêu chuẩn hành vi đời sống của một con người mọi người đều hiểu được đều có thể tuân thủ đây là pháp độ nhạc là để điều tâm con người là phàm phu Thì vẫn luôn có tâm tư Khi tâm tư mà không ổn định Thì dùng cái gì để điều hòa lại vậy Là ấm nhạc Cho nên lễ và nhạc Đều là sự dẫn dụng của dạy học Không giống so với hiện nay Hiện nay nó là giải trí Ngày trước ở Trung Quốc các loại hình nghệ thuật như là hí kịch ca vũ âm nhạc mỹ thuật đều là công cụ để dạy học dùng lời hiện nay để nói thì gọi là nền giáo dục có nghệ thuật cao độ người hiện nay không đọc sách thánh hiền Đối với những việc này hoàn toàn không biết nên cũng không hiểu cái sự việc này. Đối với mối quan hệ của cả xã hội, đối với nhân tố các hung họa phước thật sự của hết thảy chúng sanh nếu muốn thế giới an định hòa bình nếu muốn nhân dân hạnh phúc Thì sẽ rất khó để làm được Tiếp theo trong này nói Chẳng dùng đạo để dạy con Ác sẽ tổn thương ân nghĩa sanh thành dưỡng dục Bất nghĩa chẳng có lòng từ Đều gọi là vô hạnh Những lời này Ngày nay chúng ta đọc qua Chính là khắc họa cái xã hội hiện tại này Làm thế nào để cứu giãn xã hội Làm thế nào Để tránh khỏi kiếp nạn này chúng ta đọc quyển sách này mới chân thật thể hội được sự dụng tâm của ấn quan đại sư giáo huấn của phật đà được trải rải ở trong kinh luận phải nên đọc tụng một lượng tương đối các kinh luận bạn vẫn phải nên có thể ghi nhớ được còn phải có thể thăm giải nghĩa thú sau đó mới có thể y giáo phụng hành đây là một việc khó cảm ứng thiên vận biên là đem giáo huấn của ba nhà nho thích đạo đều hội tập vào trong những trang văn tự này quan sát chung đại nghĩa của toàn văn văn tự của nó tuy không nhiều chưa đến hai ngàn chữ Toàn văn Phân thành Bảy đoạn lớn Đoạn thứ nhất là tổng cương lĩnh Đoạn thứ hai là cảnh báo Là cảnh cáo chúng ta Đoạn thứ ba là thiện nhân thiện quả. Đoạn thứ tư là ác nhân ác báo. Đoạn này thì dài. Trong đoạn này tổng cộng phân thành 17 cái đoạn nhỏ. Chúng ta hiện tại đang đọc là đoạn nhỏ thứ 15. Gia đình chi ác Cảm ứng Thiên viết rất hay Với lượng văn tự ngắm như vậy Mà giáo huấn quan trọng của ba nhà nho thích đạo Đức hạnh luân lý cơ bản Đều hàm chứa bên trong Chúng ta hãy xem mấy câu tiếp theo này. Nay người ta thường là đối đãi với vợ, nếu không khắc bạc thiếu ân huệ, ác sẽ xuồng xả không chừng mực. Đây là hiện tượng xã hội công lợi. Đối đãi với con Nếu không quá mức nương chiều Ác sẽ nghiệt ngã Ngỡ trách quá đáng thì rất ít Mà nương chiều quá đáng Hai câu kết luận phía sau nói rất hay Chính mình đã thật sự vô hạnh còn trách móc vợ con nổi gì hai câu này thật là vô cùng cảm khái chính mình đã vô hạnh thì bạn làm sao có thể dạy dỗ tốt cho vợ con cho nên chúng ta đọc câu này thì cảm thấy hết sức bi ai câu thứ hai là thất lễ với cha mẹ chồng trong chú giải cũng nói rất hay vợ phụng sự cha mẹ chồng đây là con dâu phải đối đại với cha mẹ chồng như thế nào Cha mẹ chồng là cha mẹ của chồng mình Chúng ta ngày nay Nhìn thấy mẹ chồng Con dâu bất hòa Không có cách nào sống chung Trên toàn thế giới Dường như là góc độ nào chúng ta cũng đều có thể nhìn thấy thánh nhân đã dạy chúng ta vợ phụng sự cha mẹ chồng giống hệt như con cái phụng sự cha mẹ ruột vậy hiện nay thì không nói như vậy được nữa hiện nay con cái không biết phải hiếu thuận cha mẹ thì con dâu làm sao biết phải hiếu thuận với cha mẹ chồng chứ làm gì có đạo lý này nữa vợ chồng không tương dung mẹ con không tương dung xã hội ngày nay là như vậy Giữa người với người với nhau Hoàn toàn là lợi và hại Khi có lợi thì đôi bên lợi dụng lẫn nhau Sau khi hết lợi rồi thì trở mặt thành thù Luân lý đạo đức truyền thống mấy ngàn năm qua Ngày nay không còn lại gì rồi Đúng như người xưa đã nói Cha không ra cha Con không ra con Nhà không ra nhà Nước không ra nước Thế giới đại loạn rồi Lão cư sĩ Bí Bình Nam Trước khi giảng sanh một ngày Đã nói với học trò Thế giới này đã loạn rồi dù cho chư phật bồ tát thần tiên có dáng thế cũng không thể cứu chúng ta suy nghĩ câu nói này là thật không phải là giả vậy ai có đủ sức mạnh để mà có thể giáo hóa hết thảy chúng sanh quay đầu là bờ họ không quay đầu được nữa rồi họ đi về hướng nào vậy nếu mở to mắt mà nhìn thì thấy họ đang đi về hướng địa ngục họ không phải là đi về hướng thiên đường họ đi về phía địa ngục chư phật bồ tát nhìn thấy tình hình này cũng không biết phải làm sao chỉ còn cách là chờ đợi Đợi họ đòi địa ngục xong Đợi họ chịu xong hết thảy những khổ đau Ở trong địa ngục Đến ngày nào đó chịu ăn năn hối hận Thì mới có thể đến giáo hóa họ Họ không thể ăn năn hối cải Thì Phật Bồ Tát cũng không có cách nào với họ rồi chúng ta trong đời này được thân người nghe được phật pháp là quá may mắn rồi sanh giao thời loạn thế mà vẫn có thể hiểu được một chút đạo lý ở trong kinh giáo người khác không làm người của cả thế giới không làm chúng ta đã biết được sự lợi hại biết được sự được và mất thì chúng ta phải chăm chỉ nỗ lực mà làm nếu quả nhiên có thể y giáo phụng hành tôi đem cảm ứng thiên liệt thành một môn trong bảy môn công khóa để dạy học chúng ta học Phật thì bảy loại sách này không thể không đọc trong bảy loại sách này thì bốn loại là kinh Phật a à nan vấn sự phật kiết hung kinh Di Đà Kinh Yếu Giải Phổ Hiền Bồ Tát Hành Nguyện Phẩm Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Tổng cộng là bốn loại kinh này Liễu Phàm Tứ Huấn Cảm ứng Thiên Vận Biên và tứ thư của nhà nho tôi hy vọng các đồng học của chúng ta phải đọc thuộc bảy loại sách này đời này của chúng ta quyết định không đọa tam ác đạo không những là đồng thuộc mà còn phải thăm giải giải mà cạn cũng không được phải giải cho thật sâu chăm chỉ y giáo Phụng hành phân lương quá nhiều thời gian và cả năng lực của chúng ta đều không đủ đây là ít đến nỗi không thể ít hơn được nữa Là bảy môn công khóa này Nếu như vẫn không có năng lực để thọ trì Thì bạn thọ trì hai loại cũng được Kinh thì chọn một loại a à, di đà yếu giải vô lượng thọ hạnh nguyện phẩm chọn một cái là được rồi sau đó lại thêm cảm ứng thiên không thể thiếu cảm ứng thiên cảm ứng thiên từ trên quan điểm của nhà phật mà nói thì đó là giới luật nó là nền tảng là căn bản để tu thân tu tâm Chúng ta phải vô cùng xem trọng Năm xưa tôi ở Đài Bắc Hoa tạng đồ thư quán Tôi đã yêu cầu các đồng học Đem cái này làm thời khóa tối Sau thời khóa tối thì đọc qua cảm ứng thiên một lần Để đối chiếu với tâm hạnh trong một ngày này của chính mình có lỗi thì sửa không lỗi thì cảnh giác Phật đã dạy chúng ta đại thánh đại hiền thế suốt thế gian dạy chúng ta chuyển ác thành thiện thì quyển sách này là tiêu chuẩn của thiện ác nó không phải là phật giáo nó là đạo giáo giáo học của nhà phật là nền giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa không phân tôn giáo không phân tộc loại chỉ cần phù hợp với pháp ấn mà nhà phật đã nói cũng chính là nói nguyên lý nguyên tắc mà nhà phật đã giảng thì phật thừa nhận đây là kinh điển của chư phật như lai nguyên tắc của phật là gì Chớ làm các điều ác Dân làm các điều lành Giữ tâm ý trong sạch Đây là lời chư Phật dạy Không phải là một vị Phật dạy Mà là tất cả chư Phật mười phương ba đời Cương lĩnh khi giáo hóa hết thầy chúng sanh Là ba câu nói này Chớ làm các điều ác Dân làm các điều lành Giữ tâm ý trong sạch Vậy thì chúng ta hãy xem ở trong cảm ứng thiên Mỗi câu mỗi chữ có phù hợp với tiêu chuẩn này hay không hoàn toàn là phù hợp phù hợp một cách viên mãn đây là việc mà nhà phật đã ấn chính đây chính là kinh phật chúng ta phải đem nó xem thành pháp mà hết thảy chư phật như lai đã thuyết là ngang hàng với nhau không thể dùng tâm phân biệt với nó thánh hiền thế suốt thế gian đều là bắt đầu học từ chỗ này. Các nông học tại gia học Phật thì bắt đầu tu từ gia đình của các vị. Nói cách khác, gia đình chi ác thì văn tự không được nhiều. Từ câu tham lam không biết chán Thầy thốt để người khác tin là thật Cho đến câu tổn hại con cái Phá thai Làm nhiều chuyện ám muội Tổng cộng hơn 20 câu chưa đến 30 câu. Nếu như đoạn này làm không được, thì bạn không phải là đệ tử Phật. Nói lời thành thật, niệm Phật dù tốt mấy đi nữa, niệm dù nhiều đi nữa, cũng không thể giảng sanh. Đây là sự thật. Vì sao mà không thể giáng sanh? Trên kinh nói được rất rõ ràng, thế giới Tây phương cực lạc là nơi những người nào ở vậy? Chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, tâm hạnh của bạn đều bất thiện. Miệng niệm di đà mà tâm bất thiện Đau mồm rác họng cũng uổng công Cho nên đoạn văn này Đặc biệt là chú giải Phải chăm chỉ đi cầu giải Chăm chỉ đi phụng hành Đoạn văn này Có 22 câu Trong đoạn này có 22 câu tất cả Quan trọng hơn bất cứ thứ gì Chân thật phát nguyện Cầu sanh tịnh độ Thì bạn bắt đầu tu từ đâu chị? Chính là từ 22 câu này mà bắt đầu Trước tiên là trị cái da của bạn cho tốt Sau đó mới có thể học Phật Một cảm ứng thiên này Thật tình mà nói chính là Điều đầu tiên Ở trong tịnh nghiệp tam phước Đây là nói rõ về Hiếu dưỡng phụ mẫu Phụng sự sư trưởng Từ tâm bất xác Tu thập thiện nghiệp Chính là chú giải Của bốn câu kinh này Chúng ta phải đặc biệt xem trọng nếu không mà nói thì cuộc đời này Tu có tốt mấy đi nữa Cùng lắm thì Có thể được một chút phước báo Hữu lậu nhân thiên mà thôi Những công đức lợi ích thù thắng trong Phật Pháp Thì nhất định là không thể đạt được rồi Hôm nay thời gian đã hết Chúng tôi xin giảng đến đây thôi A-di-đà à Phật email cư sĩ a gmail.com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật